Xin chào mọi người đã đến với chương trình giới thiệu ca khúc mới trên kênh Radio Đồng Ca Nhỏ. Và ngày hôm nay, Đức Tiến xin phép được giới thiệu tất cả mọi người một nhân vật mới, một nhạc sĩ mới. Đó chính là anh Nguyễn Thanh Tâm. Anh sống tại Việt Nam, Sài Gòn. Anh Tâm thì để giới thiệu sơ qua nhạc sĩ Nguyễn Thanh Tâm. Thì nếu mà anh Tâm mà có coi video clip này thì anh Tâm sẽ nói là tôi không phải là nhạc sĩ, tôi chỉ là một người viết nhạc. Bởi vì mình biết cái tính của anh Tâm rất là khiêm tốn. Nhưng mà để tiện giới thiệu tất cả mọi người thì mình xưng danh là nhạc sĩ. Thì anh Tâm là một trong những giáo viên dạy cấp 2. Và anh cũng là một người đi đánh nhạc hàng đêm ở các tụ điểm ở Sài Gòn. Thì trong cái ca khúc này, anh Tâm viết, nó có tựa đề là Gánh Xôi Quê. Ca khúc này như là chia sẻ, thì đây là một ca khúc viết về mẹ, một ký ức về mẹ, bởi vì mẹ của anh Tâm mất sớm. Anh Tâm phải bươn chải theo cuộc sống và nhớ lại những cái ký ức, cái gánh xôi của mẹ đã nuôi nấng đời mình, và gánh xôi đó đã giúp cho cha trong những ngày tháng lao lý ở những cái năm tháng nguy khốn đó. Thì gánh xôi đó vượt qua. Khi anh Tâm trình bày cái bài này và Đức Tiến chợt nghe thấy một câu hát là: mẹ ơi, Việt Nam mình còn nhiều cay đắng, nên xôi mẹ phải cho thêm nhiều đường, rồi thêm mùi nếp mới quê hương cho những người cùng yêu cùng một chí hướng. Khi mà nghe những cái câu hát nó đầy chất tâm hồn của một người con, tâm hồn của một người, nó vượt qua cái dành cho cái tinh thần của người mẹ với con hay là con với mẹ trong mối quan hệ đó, mà nó vượt ra cả cái tâm tình dành cho cái quê hương, cho cái bối cảnh sống của một cái niên đại, thời đại mà mọi thứ đều khó khăn nhưng vẫn nhân ái và chia sẻ với nhau. Việt Nam còn nhiều cay đắng nên xôi mẹ phải thêm đường. Khi mà nghe ca khúc này, Đức Tiến thực sự cảm động và nói: anh ơi, anh để cho em thu cái ca khúc này. Thì chỉ nghe sơ qua anh Tâm hát và Đức Tiến ghi lại bằng điện thoại, và Đức Tiến hòa âm và hát lại theo cách của mình. Thì để giới thiệu thêm một chút xíu đôi nét về tính cách của anh Tâm. Anh Tâm, thực ra anh Tâm mình biết anh Tâm qua giọng ca Trà My. Là anh Tâm là chồng của Trà My, cũng là một người bạn rất là thân thiết của mình, hay đến quán của mình. Thì có một ngày kia anh Tâm tự nhiên xuất hiện quán của mình ở bên Lê Văn Sĩ. Thì trong một cái bộ dạng của một cái người từ trong bệnh viện đi ra, anh vẫn bận cái bộ đồ trong bệnh viện đi ra, tay vẫn còn băng bó. Nghĩa là anh đã trong bệnh viện nhiều ngày. Và sau đó tự nhiên anh xuất hiện trước quán của mình với bộ đồ xanh lè. Anh ngồi kêu ly cà phê và anh ngồi anh cầm cái đờn. Mình ngồi mình nói cuộc đời của Tiến, bản thân Tiến là mình nói là mình người là người yêu nhạc và không thể có cái gì để vịnh vào ngoài âm nhạc. Nhưng mà khi thấy hình ảnh của anh Nguyễn Thanh Tâm thì mình ngồi mình thấy là quả thực là cái sự nhiệm màu và cái ý nghĩa mà âm nhạc mang đến cho cuộc sống này thật là kỳ diệu. Và ngày hôm nay, cái ca khúc Gánh Xôi Quê của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Tâm sáng tác với phần trình bày của Tiến sẽ hy vọng mang đến cho tất cả mọi người một chút xíu những cái tâm tình của người Việt của mình trong cái thời điểm dịch bệnh nặng nề này. Và bài hát sẽ được phát sóng định kỳ vào 12 giờ trưa, mà Đức Tiến gọi cái chương trình của mình là Tâm Tình Giữa Ngọ. Thì sẽ còn nhiều những bài hát khác sẽ nằm ở trong cái chương trình Tâm Tình Giữa Ngọ. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ cứ gặp nhau và sẽ đón nhận những ca khúc của nhiều tác giả khác để chia sẻ đến cùng cho tất cả quý vị trong chương trình này. Và bây giờ mọi người cùng nghe nhạc. Thank you.
trầm gian khó